hello mọi người đã đến với kênh anh Minh audio của mình nhé cuối tập trước sau khi nhấm nháp hết hơn chục loại độc dược mà bản thân đã lựa chọn ra trước đó thì khởi nguyên chi thư của tần trần đã hình thành nên một trang văn minh độc dược lúc này tần trần một lần nữa lấy bốn loại linh dược mà bản thân còn chưa phân được ra lại lần nữa cầm lên nhấm nháp và khi thử đến loại linh dược thứ ba thì khóe miệng tần trần đột nhiên hiện lên nụ cười bởi vì văn minh độc dược trong khởi nguyên chi thư cuối cùng cũng có phản ứng giờ phút này tần trần rút cuộc cũng hiểu được vì sao lúc trước mình không thể nhìn ra gốc độc dược này bởi vì bình thường hỏa hệ linh dược không có độc, mà lực lượng hệ hỏa cũng không phải là độc tố, thậm chí lúc trước sau khi Tần Trần nhấm nháp một chút cũng không cảm giác được bất kỳ tác dụng phụ gì, nhưng đó đều là vì Tần Trần thưởng thức quá ít. Một gốc linh dược này, nếu chỉ hái một chút cành lá, tự nhiên không có độc, nhưng khi cả cây tài liệu dung nhập vào trong linh dược sẽ sinh ra độc tố, hình thành hỏa độc đáng sợ. Lần khảo hạch này cũng cho Tần Trần một chút gợi ý, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kế tiếp, Tần Trần đem tất cả 15 loại linh dược đặt vào trong lỗ khảm ở chính giữa, lui về phía sau một bên. Bệ đá kia lập tức phát sáng lên u u tiếng vào lòng đất cùng lúc đó bệ đá chỗ ban đầu nổi lên một cái truyền tống trận từng trần đứng trên truyền tống trận trên bệ đá sau khi hào quang hiện lên trước mắt từng trần tối sầm cảm giác truyền tống lần nữa đánh tới sau khi hắn ổn định thân hình quay đầu đánh giá bốn phía một chút lập tức lộ ra một bộ dáng không có gì lạ vuốt cầm nói lại như vậy chỗ hắn đứng vẫn là một gian thạch thất không khác gì những thạch thất lúc trước chỉ là giữa thạch thất lại không có bệ đá gì chỉ là dưới chân có một mảnh đại trận quỷ dị đại trận này kết cấu phức tạp để từng trần nhìn một chút liền có loại cảm giác muốn mê muội ngất xỉu mà trong nháy mắt khi từng trần đứng ở trên đại trận này cả tòa đại trận bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn trước mắt trở nên mông lung từng đạo quang mang màu xanh lá chậm rãi bay lên hoàn toàn vây từng trần vào trong đại trận này từng sợi khí tức màu xanh lục bốc lên trong đại trận từng trần chỉ ngửi được một chút liền hoa mắt trong đầu truyền đến từng trận mê muội đây là độc trận người trẻ tuổi hoan nghênh đi tới cửa thứ ba của truyền thừa người có thể tiến vào cửa thứ ba truyền thừa nói rõ các hạ ở phương diện luyện hỏa dược liệu phân tích tu vi bất phàm đương nhiên ngươi cũng có thể dựa vào thực lực xông qua bất quá không sao khảo hạch thứ ba này chính là năng lực chống cự độc tố của ngươi cửa ải này tu vi cao hơn cũng vô dụng bởi vì căn cứ vào tu vi khác biệt độc trận sản sinh ra độc khí uy lực cũng sẽ lớn hơn nhiều ngươi cần phải tranh thủ thời gian ở trong độc trận này đủ 100 hơi thở vừa đến thời gian độc trận sẽ chuyển hóa thành truyền tống trận đưa ngươi rời đi nói xong bên trong đại trận từng đạo sương mù màu xanh lá càng thêm nồng đậm nhanh chóng bao vây quanh người từng trần từng trần không nói gì đại năng đan đạo này cũng thích dùng độc quá đi đường đường là luyện dược sư vậy mà liên tục hai cửa ải có quan hệ với độc đã có kinh nghiệm trước đó từng trần khoanh chân ngồi nín thở không hút khí độc bốn phía nữa quả nhiên sau khi từng trần ngừng thở lập tức cảm thấy mê muội trong đầu hòa hoãn một chút nhưng không đợi hắn buông lỏng thì thân thể lại lần nữa truyền đến từng trận cảm giác khó chịu độc tố này vậy mà thông qua da thịt của hắn rót vào trong thân thể của hắn từng trần hừ lạnh một tiếng hoang cổ thánh thể vận chuyển lập tức đạo đạo khí hoang cổ tràn ngập phía dưới những khí độc này bị nhục thể của hắn che đậy ở bên ngoài ồ tiểu tử này rõ ràng trong nháy mắt liền phong bế nhục thân độc trận này của ta có thể độc hóa vạn vật người bình thường căn bản không thể ngăn được độc tố xâm lấn nhục thân cho dù là thánh chủ hậu kỳ cũng chưa chắc có thể làm được người này làm sao làm được một giọng nói nỉ non vang lên trong một không gian hư vô trước mắt thông qua khảo hạch thứ hai hoàng mỹ chỉ có hai vị một là luyện dược sư đỉnh cấp của ma tộc một là tiểu tử này còn có một tên tiểu tử ma tộc chỉ có thể coi là qua loa mà hai người hoàng mỹ thông qua luyện dược sư của ma tộc kia chính là một mạch của thực ma tộc hơn nữa bản thân chính là người tài ba trong hàng ngũ thánh chủ hậu kỳ cũng không có gì đáng trách nhưng mà tiểu tử này khí tức tuế nguyệt trên người cũng không nồng đậm có thể thấy được tuổi tác cũng không lớn vậy mà cũng hoàn mỹ thông qua cửa thứ hai hơn nữa tu vi hắn cũng chỉ là thánh chủ trung kỳ vậy mà độc trận cửa ải thứ ba này cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn sao lại cổ quái như vậy trong không gian u lãnh thanh âm lạnh lẽo kia tràn ngập nghi hoặc nếu cứ tiếp tục như vậy cửa thứ ba này căn bản không cách nào kiểm tra đo lường ra trình độ chân chính của tiểu tử này xem ra phải tăng thêm độ khó mà lúc này ở bên trong thạch thất từng trần không ngừng thúc giục hoang cổ thánh thể hoàng cổ thánh thể của hắn không chỉ có sức chiến đấu cường hãn sức chống cự độc tố cũng vượt xa cường giả bình thường độc trận này hầu như không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn nhưng trong lúc bất chợt từng trần cảm giác được đại trận phía dưới tựa hồ chấn động trong đầu lần nữa truyền đến trận trận mê muội từng trần mở mắt mày nhăn lại kỳ quái tại sao uy lực độc trận này đột nhiên tăng lên tuy nói theo thời gian trôi qua uy lực độc trận này sẽ càng ngày càng mạnh nhưng lần này tăng lên cũng quá nhiều đi từng trần cảm giác được độc tố trong độc trận vậy mà thông qua thánh nguyên bên ngoài cơ thể hắn rót vào trong cơ thể hắn từng chút một khiến trong đầu hắn lần nữa truyền đến mê muội điều này làm cho tần trần hơi biến sắc trên thực tế tần trần cũng không biết trong những thạch thất khác có không ít cường giả đã không kiên trì được nữa trong một thạch thất nào đó một cao thủ thiên thánh luyện dược sư lúc trước dựa vào vận khí thông qua cửa thứ hai lúc này lại kêu thảm một tiếng trên người cấp tốc toát ra từng làn khói xanh cả người bắt đầu thối rửa dưới độc tố vô số độc tố rót vào thân thể người này sau một lát thiên thánh luyện dược sư hoàn toàn biến mất trong độc trận giữa thạch thất chỉ để lại một bãi nước mũ cùng mấy mảnh quần áo rách nát cùng thời gian này ở bên trong không gian u ám thanh âm âm lãnh kia lần nữa vang lên nói tiểu tử này thật cường ngạnh rõ ràng lại chặn lại hơn nữa không có bất kỳ vẻ mệt mỏi nào xem ra còn lâu mới đến cực hạn của hắn bản tôn thật muốn nhìn xem cực hạn của hắn nhẫn nại là bao nhiêu đại trận dưới thân từng trần lại một lần nữa truyền đến đạo đạo dao động sau một khắc một lực độc tố đáng sợ bắt đầu thông qua linh hồn từng trần rót vào trong đồ hắn linh hồn xâm phạm độc trận này lại còn có thể ảnh hưởng đến linh hồn của võ giả sao trên linh hồn trong đồ từng trần bắt đầu xuất hiện một tia ăn mòn mà một tia ăn mòn này giống như bệnh độc nhanh chóng sinh sôi bắt đầu khuếch tán trong linh hồn hắn nếu nó thành công linh hồn của từng trần không đến ba khắc sẽ triệt để bị độc tố xâm nhiễm trực tiếp chết thảm thiên hồn cấm thuật ngăn cản cho ta sắc mặt từng trần hơi thay đổi nhanh chóng vận chuyển thiên hồn cấm thuật một luồng linh hồn ba động đáng sợ quét ra nhanh chóng bức tia độc tố kia ra ngoài trong lòng từng trần kinh hãi độc tố này đáng sợ nếu hắn sơ ý một chút nói không chừng thật đúng là bị độc tố này xâm lấn thành công cái gì Thằng nhãi này nhanh như vậy đã chặn được độc tố xâm lấn linh hồn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Linh hồn của người này tựa như trong nháy mắt trở nên mạnh hơn, đây là bí pháp gì? Trong không gian u ám, thanh âm âm lãnh kia tràn đầy rung động, khó tin nói. Trên người kẻ này tuyệt đối có một loại bí pháp linh hồn cường đại, mặc dù độc trận khảo nghiệm của Thạch Thất kia chỉ là cấp bậc Thánh chủ hậu kỳ, cũng không phải độc trận cấp tôn giả, nhưng có thể ngăn cản được linh hồn xâm lấn độc trận bản tôn, phẩm giai của bí pháp linh hồn này tuyệt đối vượt qua cấp bậc Thánh chủ. Chẳng lẽ là bí pháp linh hồn cấp tôn giả? thanh âm âm lãnh này tràn đầy chấn động bí pháp linh hồn cấp tôn giả mặc dù là hắn khi còn sống cũng chưa từng có sao lại xuất hiện trên người một tiểu tử cấp bậc thánh chủ trung kỳ bản tôn không tin tiểu tử này có thể một mực ngăn cản tiếp tục độc trận mở ra đến lớn nhất bản tôn cũng muốn xem tiểu tử này còn có thể ngăn cản hay không sau đó một khắc từng tiếng ầm ầm vang lên mà trong thạch thất chỗ tầng trần độc trận kia bỗng nhiên biến đổi chỉ một thoáng toàn bộ lực lượng pháp tắc trong hư không đều bắt đầu biến ảo trong thiên địa pháp tắc tràn ngập mùi hôi thối mục nát suy bại lực lượng này chạy dọc theo thân thể từng trần thông qua pháp tắc bốn phía chậm rãi rót vào bên trong căn nguyên thánh chủ của từng trần lại ở trong căn nguyên thánh chủ độc hóa của từng trần sao có thể như vậy từng trần kinh hãi độc trận này ngay cả thiên địa pháp tắc cũng có thể độc đến như vậy chẳng phải có nghĩa độc tố này ngay cả thiên giới đều có thể bị độc hại pháp tắc là quy luật vận chuyển của thiên địa mặc dù là thánh chủ hậu kỳ đỉnh phong nhiều nhất cũng chỉ là thân dung pháp tắc mà thôi không cách nào cải biến pháp tắc nhưng độc tố này có thể khiến thiên địa pháp tắc độc thối hoàn toàn vượt qua lý giải của từng trần Chẳng lẽ đây là lực lượng tôn giả? Đúng rồi, Thánh chủ là đẳng cấp cao nhất có thể dung nạp được trong quy tắc thiên giới, bất kỳ một vị Thánh chủ nào sinh ra đều sẽ mang đến lợi ích cho đại đạo của thiên giới, tăng lên thực lực của đại đạo thiên giới. Nhưng tôn giả là tồn tại vượt qua quy tắc của thiên giới, bất kỳ một tôn giả nào sinh ra đều sẽ mang đến tổn thương đối với đại đạo của thiên giới, bởi vì tôn giả đáng sinh sẽ áp chế đại đạo chi lực của thiên giới. Có thể nói, tôn giả là cường giả đã vượt qua quy tắc tồn tại, mà đại năng đang đạo viễn cổ này nếu như là cường giả tôn giả có thể đầu độc quy tắc đại đạo của thiên giới cũng không phải là chuyện gì không thể lý giải không đúng tuy rằng lực lượng tôn giả vượt qua cực hạn của quy tắc thiên giới nhưng cũng không phải bất kỳ lực lượng nào của tôn giả đều có thể ảnh hưởng đến quy tắc thiên giới từng trần đột nhiên nghĩ đến một điểm khác ví dụ như thiên hỏa tôn giả lấy hỏa diễm nhập đạo siêu thoát cảnh giới thánh chủ thành tựu tôn giả trên hỏa hệ chi đạo thiên hỏa tôn giả thậm chí có thể làm được áp chế đại đạo của thiên giới hình thành hỏa chi lĩnh vực của mình để thánh chủ tiến vào hỏa chi lĩnh vực của mình không cách nào cảm ứng được hỏa diễm đại đạo của thiên giới thế nhưng cũng không có nghĩa là thiên hỏa tôn giả ở trên những đại đạo khác cũng có thể áp chế đại đạo của thiên giới mà đại năng đang đạo viễn cổ này có thể chế tạo ra độc trận lại có thể độc hóa đến quy tắc của thiên giới nói như vậy chẳng lẽ người này là lấy độc nhập đạo nhưng trước mắt lại là đại trận trận pháp và đại đạo khác biệt vì sau khí độc trong trận pháp này phóng xuất ra lại có thể ảnh hưởng đến pháp tắc trong lòng tần trần ngưng trọng nhất thời vận chuyển khởi nguyên chi thư lập tức khởi nguyên chi thư tỏa ra ánh sáng từng luồng lực lượng khởi nguyên đáng sợ bao phủ ra ngoài chỉ một lát đã bao phủ căn nguyên của tần trần bắt đầu phân tích thành phần độc tính này trên khởi nguyên chi thư bắt đầu nở rộ ánh sáng trang sách có liên quan đến độc tố kia nở rộ thần hồng bắt đầu cắn nút cổ lực lượng này đồng thời diễn hóa ra văn minh hoàn toàn mới từng trần liền cảm giác được trang sách có liên quan đến độc tố kia trở nên vô cùng mênh mông còn đáng sợ hơn nhiều so với những văn minh khác phải biết sau khi khởi nguyên chi thư sinh ra từng trần diễn hóa qua vô số văn minh hỏa diễm yêu ma chi đạo mị ma chi lực ba ngàn đại đạo diễn hóa vạn vật mà đáng sợ nhất trong đó tự nhiên là lực lượng hắc ám xâm lấn thiên giới không phải bình thường ngay cả khởi nguyên chi thư cũng hầu như không thể mô phỏng ra văn minh sau đó mạnh nhất chính là tai nạn ma hỏa do thiên hỏa tôn giả truyền thừa hình thành văn minh ma hỏa mà lần này văn minh độc dược vừa xuất hiện lập tức liền đạt đến một loại trình độ cùng loại với văn minh ma hỏa xem ra đại năng đan đạo này quả nhiên là dùng độc nhập đạo nếu không văn minh độc dược cũng không thể đáng sợ như vậy văn minh độc dược này vừa ra liền đem cổ độc tính hữu hóa thánh nguyên trong cơ thể từng trần trong nháy mắt hấp thu phân tích trở thành văn minh kiến thức mà từng trần nắm giữ chỉ một thoáng lực lượng độc dược hình thành trong đại trận thạch thất không còn có bất kỳ tổn thương nào đối với từng trần thở ra một hơi dài từng trần mở mắt ánh mắt trong suốt hiện tại đừng nói 100 nhịp thở coi như là ở trong đại trận một ngày một đêm cũng không thể tạo thành chút tổn thương nào đối với hắn cái gì trong không gian u ám kia âm thanh âm lãnh nhìn thấy độc tính xâm lấn bản nguyên từng trần rõ ràng không có hiệu quả chút nào không khỏi giật nảy cả mình đây là cái gì trong cơ thể tiểu tử này có một cổ lực lượng đáng sợ trước đó chưa từng thấy lại khiến ta có thể cảm nhận được khởi nguồn của thiên giới đây là bảo vật gì thanh âm âm lãnh này vô cùng khiếp sợ tràn đầy kích động người này lai lịch tuyệt đối bất phàm bí pháp linh hồn cấp tôn giả thân thể mạnh mẽ trình độ dược liệu cường đại cùng lý giải đối với trận đạo còn có bảo vật đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể quả thực không thể bắt bẻ xem biểu hiện tiếp theo của tiểu tử này thế nào một trăm nhịp thở nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn một lát sau vô tận độc trận biến mất từng trần cảm giác được một cổ không gian co lại truyền đến thân hình lại một lần nữa biến mất trong thạch thất khi từng trần thành công xông qua độc trận khảo hạch một nửa còn lại hỏa ma đang thánh cũng thành công vượt qua khảo hạch độc trận thân là thực ma tộc đối với khả năng chống cự độc trận của hắn thì vượt xa so với võ giả nhân loại bình thường thực ma tộc nghe đồn là lúc thiên địa mở ra có một cây linh dược thành ma biến thành chủng tộc có được hai đặc tính của thực vật và ma tộc đối kháng độc tính đương nhiên là vượt xa bất luận kẻ nào mà ở trong một thạch thất khác ma lệ há miệng phun ra một ngụm máu tươi toàn thân hấp hối hắn mặc dù có được huyết mạch cùng lực lượng của nhân ma lưỡng tộc ở phương diện chống cự độc tính lại kém xa từng trần cùng hỏa ma đang thánh các nơi trên thân đều xuất hiện thối rửa nhưng trong thân thể của hắn lại có một cổ lực lượng ma tính cường đại bảo vệ hắn khiến cho hắn không triệt để bị ăn mòn người này chỉ có tu vi thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong rõ ràng cũng ngăn cản được độc trận của bản tôn ăn mòn mặc dù kém xa tiểu tử nhân tộc kia nhưng trong cơ thể người này tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại của ma tộc là truyền nhân của một vị cường giả đỉnh cấp ma tộc nào sao thanh âm âm lãnh này nỉ non vang lên thôi cũng coi như là hắn thông qua nhìn xem biểu hiện tiếp theo của hắn thế nào lúc này độc trận đã sớm đạt tới một trăm hơi thở mà dừng lại bỗng nhiên sáng lên một cổ ánh sáng truyền tống ma lệ cũng biến mất trong thạch thất này không thấy gì nữa mà tần trần thì đang ở trong truyền tống trận trước mắt tối sầm chờ hắn một lần nữa ổn định thân hình quay đầu đánh giá bốn phía lại không nói gì lắc đầu đây rõ ràng lại là một cái thạch thất truyền thừa của đại năng đan đạo này rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu quan ba cửa ải trước đó mỗi một cửa ải đều vô cùng đáng sợ đều có thể tạo thành uy hiếp đối với thánh chủ hậu kỳ sơ ý một chút ngay cả tần trần đều nguy hiểm đại năng đan đạo này thật sự là đang tìm truyền nhân chứ không phải là đang giết người sao bất quá nếu đã tới nơi này từng trần đương nhiên sẽ không lùi bước hơn nữa hắn cũng không có cách nào lùi bước hắn vài bước đi vào trong thạch thất chính giữa thạch thất này có một cái bệ đá trên bệ đá đặt ba cây dược liệu hình dáng khác lạ nhìn từ khí tức dược liệu này vậy mà tất cả đều là dược liệu độc tính cực kỳ mãnh liệt ước chừng tương đương với trung phẩm thánh chủ độc dược cấp bậc thánh chủ trung phẩm phẩm dài cũng không tính là cao nhưng ba cây dược liệu này rõ ràng đều là độc dược ngược lại để cho từng trần ngoài ý muốn xem ra đại năng đang đạo này rất có khả năng lấy độc nhập đạo người trẻ tuổi chúc mừng tới cửa thứ tư khảo hạch thứ tư là năng lực cô động dược dịch người cũng nhìn thấy trước mắt ba cây dược liệu đều là dược liệu độc tính phải cô động ba cây dược liệu này đến 99 độ thuần khiết trở lên đồng thời dung hợp ba cây dược liệu đặt vào trong lỗ khảm trước bệ đá dung hợp thành công liền thông qua khảo hạch một khi độ tinh khiết không đủ hoặc là dung hợp thất bại ba cây dược dịch độc tính này sẽ phản ứng sinh ra độc tố đáng sợ ngay cả thánh chủ hậu kỳ cũng khó có thể ngăn cản kiệt 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 người trẻ tuổi cố lên đi lại là muốn cô động dược dịch chỉ cần độ tinh khiết đạt tới trình độ nhất định cùng dung hợp ba loại dược dịch này lại liền có thể kích hoạt trận pháp truyền tống trong thạch thất ngưng luyện dược dịch đối với từng trần mà nói căn bản không đáng là gì hắn luyện đang đến nay công tác cô động dược dịch này đã làm vô số lần mà cô động dược dịch đối với linh hồn lực cùng thần thức khảo nghiệm thật lớn hắn có thiên hồn cấm thuật bực này bí pháp linh hồn vượt xa luyện dược sư có thể dễ dàng cô động dược dịch loại bỏ các loại tạp chất trong dược dịch mà một cây dược liệu cấp bậc thánh chủ trung phẩm cô động dược dịch cũng không quá khó khăn phiền toái duy nhất chính là ba cây này đều là độc dược một khi không cẩn thận sẽ phản phệ đến mình bất quá chuyện này đối với Tần trần cũng không tính là gì duy nhất làm cho Tần trần cảm thấy cổ quái chính là từ khi cửa thứ ba độc trận này bắt đầu hắn luôn cảm thấy như là có người đang nhìn chằm chằm vào mình chẳng lẽ là ý thức của đại năng đang đạo này cũng đúng mình thân ở trong khảo hạch ý thức kia tuyển chọn truyền nhân cho chủ nhân kiếp trước đương nhiên phải tiến hành khảo hạch nghĩ đến đây Tần trần không do dự nữa thôi động tinh thần lực của bản thân bao phủ một cây dược liệu bên trong một lát sau gốc dược liệu kia liền hóa thành một giọt chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng có tạp chất từ đó bay ra khiến cho chất lỏng xanh biếc này cũng trở nên càng thêm thanh tịnh giám nhân đối với Tần trần dung luyện ba cây độc dược không tính là gì sau nửa canh giờ từng trần đã hoàn toàn dung luyện ba cây độc dược này thành dược dịch có độ tinh khiết cực cao phiền toái duy nhất là dung hợp lẫn nhau nhưng trong mắt Tần trần cũng không phải là khó khăn gì cẩn thận từng ly từng tí dung hợp ba cây dược dịch với nhau từng trần đem dược dịch hình thành đặt vào trong lỗ khảm chính giữa bệ đá truyền tống pháp trận quen thuộc lần nữa hiển hiện trong thời gian tiếp theo từng trần đều ở trong từng gian thạch thất vừa qua khảo hạch truyền thừa thông đạo này không biết có bao nhiêu hơn nữa mỗi một gian thạch thất cho khảo nghiệm đều không giống nhau có khảo nghiệm luyện đan lúc nào cũng vẽ trận pháp có người cần luyện chế độc đan cũng có thử thách nắm chắc hỏa hầu thậm chí còn có khảo nghiệm cường độ linh hồn thậm chí có một số khảo nghiệm đã thoát ly phương diện luyện đan mà là khảo nghiệm lực lượng linh hồn của võ giả cùng cảm ngộ và cường độ thân thể đại năng đan đạo này tìm một truyền nhân khảo hạch cũng quá tỉ mỉ đi cũng may sau khi có kinh nghiệm lúc đầu khảo hạch tiếp theo mặc dù cũng gặp nguy hiểm nhưng tổng thể độ khó cũng không vượt qua ba cửa ải trước chỉ cần là một luyện dược sư đỉnh cấp trên cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề khi tần trần đang tiếp nhận truyền thừa trong một không gian thần bí khác u thiên tuyết cũng đang tiếp nhận khảo nghiệm quanh thân nàng bao quanh từng vòng tròn một cách đáng sợ thứ này mang theo khí tức đáng sợ làm người ta sợ hãi không ngừng tỏa ra đạo đạo lực lượng pháp tắc đáng sợ u thiên tuyết thì thi triển ra nguyệt quan thần thể không ngừng chống đỡ cổ lực lượng đáng sợ này nàng từng nhận được truyền thừa của chí tôn thái âm lưu ly đối với một màn trước mắt hết sức quen thuộc bởi vì khảo nghiệm này lại là lĩnh ngộ của một người ở phương diện pháp tắc đồng thời kiểm tra tư chất và lực lượng huyết mạch của một người. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.